ta đang đi trên phố Điện Biên Phủ. Và trước mặt thì các bạn có thể nhìn thấy là một cái cổng chào Parabol mừng Đảng mừng Xuân 2017. Và những cái trang trí bằng điện hoa rất đẹp. Hình búa liềm, hình ngôi sao vàng ở bên trong lòng của cờ đỏ. Chúng ta sẽ đi đến một cái trung tâm thứ hai. Đây là cái khu vực mà có cột cờ, có hoàng thành, một cái trung tâm hành chính, có nhà họp quốc hội, có các cái cơ quan trung ương. Và đây là một dãy ô tô đang đèn nhấp nháy. Và theo như là tôi đọc được thì vì một Hà Nội xanh sạch đẹp, có nghĩa là đấy là những cái xe vệ sinh. Và các bạn nhìn thấy đấy, trên đường phố thì thỉnh thoảng chúng ta lại nhìn thấy những chiến sĩ và công an nhân dân. Phía trước mặt chúng ta là khu vực lăng Hồ Chủ tịch. Và đến đây thì kết thúc đường Điện Biên Phủ. Các bạn có thể nhìn thấy những cái bốt gác được trang trí rất là đẹp. Và ở trước mặt là lăng Hồ Chủ tịch. Dưới ánh sáng vừa phải trên thảm cỏ xanh thì các bạn có thể quan sát thấy là rất là đông người dân đang dạo trên đường, trên những thảm cỏ, có lẽ là họ chụp ảnh. Những em bé thì mặc áo dài truyền thống. Bên tay phải chúng ta là nhà quốc hội, trước đây là hội trường Ba Đình. Và các bạn biết là bên trong nhà quốc hội thì có một căn phòng họp gọi là phòng Diên Hồng. Toàn bộ khu vực quanh này thì là khu hành chính, cũng là gồm các cái nhà của các cơ quan trung ương. Bây giờ chúng ta đang đi trên phố Hoàng Văn Thụ. Các bạn nhìn thấy ngôi nhà phía trước mặt, đấy chính là Phủ Chủ tịch. Đẹp, uy nghiêm. Chúng ta đang hướng về đường Thanh Niên. Và đây là chiếc hồ, cái hồ thứ hai của Hà Nội, một cái hồ cũng khá là nổi tiếng, chính là Hồ Tây, hay còn được gọi là Hồ Dâm Đàm. Ở bên tay phải mà chúng ta vừa đi qua là đền Quán Thánh. Đây là con đường Thanh Niên mà chúng ta đang đi. À, bên tay phải tôi là Hồ Trúc Bạch và bên tay trái là Hồ Tây. Con đường này nó còn có cái tên cũ của nó là đường Cổ Ngư. Vâng, đường Cổ Ngư xưa. Và bây giờ thì là đường Thanh Niên. Vào những năm 60 thì
lớp thanh niên Hà Nội đã dùng đôi chân, vai và tay của mình, sức vóc của những người thanh niên với lòng nhiệt tình làm nên con đường này. Và có lẽ là chính vì đây là một cái công trình, ngày đấy gọi là công trình xã hội chủ nghĩa, tức là những người tham gia để làm cái con đường này không phải là đi làm để lấy tiền công, không phải là làm để lấy lương, mà là những người thanh niên tham gia tự động, tự nguyện, và họ đã làm nên con đường này. Để ghi nhớ cái công trình đó thì được đặt tên là công trình là đường thanh niên. Các bạn có thể nghe cái câu hát là đường cổ ngư xưa chậm chậm bước ta về, đấy chính là cái con đường này. Cái tên thanh niên thì cũng rất là phù hợp, bởi vì ngoài cái việc là do những người thanh niên đã làm nên nó, thì con đường này cũng là con đường mà ghi dấu nhiều kỷ niệm của những cặp đôi. Và hầu như thanh niên Hà Nội thì đều có những cái kỷ niệm rất đáng nhớ đối với đường thanh niên này. Và chúng tôi thì quyết định quay trở lại. Bây giờ là 21 giờ 13 phút và ở nhà thì cũng còn có nhiều việc cần phải làm để hướng tới thời khắc thiêng liêng. Đó chính là phút giao thời của năm Đinh Dậu với Bính Thân. Và chúng ta sẽ đón một năm mới Đinh Dậu với tràn đầy niềm tin, niềm vui và sức khỏe. Chúc các bạn được vạn sự may mắn, được vạn sự như ý. Và nói như các cụ ta vẫn thường hay chúc, đó là một năm mới an khang thịnh vượng. Win Win Việt Nam tại thủ đô Hà Nội, đêm 30 Tết, xuân Đinh Dậu. Bây giờ thì chúng tôi đi về phía bên phía Hồ Tây. Và các bạn có thể nhìn thấy là ở Hồ Tây thì điện sáng răng răng ở ven hồ. Hồ Tây thì có rất là nhiều câu chuyện về Hồ Tây. Nó còn được gọi là Hồ Dâm Đàm. Và mặc dù không phải nó ở phía tây thành phố, nhưng mà nó vẫn được gọi là Hồ Tây. Theo như là tôi, nếu tôi nhớ không nhầm, thì ngày còn đi học, thầy giáo có nói rằng ở Trung Quốc có Đông Kinh, Bắc Kinh, thì ở Việt Nam cũng có Tây Đô. Và Trung Quốc có Hồ Tây thì Việt Nam cũng có Hồ Tây. Và thầy tôi còn nói rằng là mặc dù Hồ Tây không phải ở phía tây thành phố, nhưng vẫn được gọi là Hồ Tây. Đấy cũng là một điều kỳ lạ. Và Hồ Tây thì nó thường xuyên, nó quá rộng và nó thường bị mây mù che phủ, không thấy bờ. Người ta gọi nó là Hồ Dâm Đàm. Tuy nhiên bây giờ thì những cái hôm mà sương mù che như thế cũng không nhiều lắm. Và thường thì chúng tôi nhìn thấy mặt hồ thì trong xanh và nhìn được chung quanh hồ với những cái công trình công cộng, rồi những cái công trình dịch vụ rất là đẹp soi bóng xuống mặt hồ. Và cũng có cảm giác là dường như hồ cũng có nhỏ đi so với trước đây. Một cái sự tích của Hồ Tây thì đó là câu chuyện mà bỗng nhiên tôi lại không nhớ ông ấy tên là ông Lê Văn Thịnh hay là Nguyễn Văn Thịnh, thầy giáo của vua. Và có một cái vụ án ở trên Hồ Dâm Đàm. Khi cùng với nhà vua dạo chơi trên Hồ Dâm Đàm thì đã có một cái con hổ nhảy lên trên thuyền, và vua thì đã sợ hãi kêu thét lên trong cái sương mù bảng lảng nhìn không rõ. Những cái người mà hầu cận với vua họ quăng lưới
Và khi mà bỗng nhiên thì trời hừng sáng lên, mây tan, và người ta nhìn thấy ở trong lưới chính là Nguyễn Văn Thịnh, là thầy giáo của vua. Và người ta cho rằng là ông đã dùng một cái tà thuật để hóa thành hổ, với ý định là sát hại vua để cướp ngôi. Tuy nhiên là với cái tội như vậy thì sẽ không thể tránh khỏi cái chết. Tuy nhiên ông là thầy giáo của vua cho nên ông đã không bị chết mà chỉ bị đi tù thôi. Và sau này thì dưới cái góc nhìn khoa học thì người ta cho rằng là đấy là một cái vụ án oan, bởi vì người không thể hóa thành hổ được. Và cũng có những câu chuyện ông có một cái hình dáng khá là giống hổ, bởi vì khi mà còn bé ngồi ở nhà khi ông học bài, trong một lần ông ngủ thiếp đi và bà mẹ thì thấy đèn sáng quá khuya, mở cửa bước vào thì đã chết ngất, bởi vì là nhìn thấy một con hổ phủ phục ở trên bàn. Tức là cái dáng điệu của ông, cái vẻ mặt cũng như là cái hình thể ông có một cái nét gì đó mà nó gợi cho người ta nghĩ đến một con hổ. Thì cũng có thể là những cái câu chuyện xưa thì nó thường truyền thuyết và lịch sử đan xen, và với cái trí tưởng tượng của con người và sự thêu dệt nên nó không còn chính xác nữa. Nhưng mà câu chuyện Nguyễn Văn Thịnh mưu hại vua và bị xử tội thì đó là câu chuyện có thật trong lịch sử. Bây giờ chúng ta lại quay lại khu vực lăng Hồ Chủ tịch. Và tôi vẫn thấy ở trên sân vẫn còn những người đi dạo. Chủ yếu là những em bé. Hôm nay những cảnh sát mặc sắc phục màu xanh được huy động ra phường, ra đường cũng khá nhiều. Như vậy thì chúng ta có thể yên tâm rằng một cái đêm giao thừa rất là an toàn. Bây giờ là 21:20. Thời gian không còn nhiều nữa. Chúng ta đang đi trên phố Chu Văn An. Vâng, vừa qua Hồ Dâm Đàm có về câu chuyện của một thầy giáo của vua, thì bây giờ chúng ta lại đi trên đường Chu Văn An. Chu Văn An cũng là một thầy giáo của vua, và ông còn là quốc cữu, tức là bố vợ vua. Chu Văn An là người được thờ ở trong văn miếu Quốc Tử Giám. Và bây giờ thì chúng ta đang đi trên phố Tôn Đức Thắng. Bên tay trái của tôi chính là văn miếu Quốc Tử Giám. Bây giờ là 21:25. Ở trên phố thì chúng ta vẫn còn nhìn thấy những cái xe chở những chùm bóng bay. Vâng, những người đây vẫn có những người đứng ở bên đường để bán bóng bay. Và đây tôi nhìn thấy là một bạn trẻ rất là đẹp, và bạn ấy vừa bán bóng bay vừa đang dùng smartphone để chụp ảnh hoặc nhắn tin, hoặc là đang úp lên Face. Người bạn đồng hành của tôi thì có cảm thấy rất là ái ngại khi mà đêm 30 Tết rồi mà bà con vẫn còn có những người phải mưu sinh đi bán những cái quả bóng bay để kiếm thêm đồng vào đồng ra. Tuy nhiên thì nó cũng còn một góc khác nữa. Tôi được biết là hầu như những người bán bóng bay thì đa phần lại là những học sinh, sinh viên, là những người mà họ trải nghiệm. Trước đây thì tôi cũng có mấy người bạn là sinh viên, vào đêm 30 Tết họ đã mua mía về để đi bán suốt cả đêm, rồi bán bóng bay, rồi sáng mùng 1 thì bán mía tại chùa. Đây
một người nữa tôi nhìn cũng vẫn là thanh niên, và tôi cũng tin rằng đấy là một sinh viên. Và như vậy thì bây giờ ngoài mưu sinh ra, nó còn có những cái mục đích khác, không chỉ kiếm tiền, có thể họ là những người mà muốn trải nghiệm chăng. Và dù sao thì chúng ta cũng chỉ là người ngồi ở trên xe hơi và đoán về những trường hợp mà chúng ta nhìn thấy. Tuy nhiên thì đấy cũng là một điều để chúng ta quan tâm. Và đây là điều chắc chắn là có thật, đó là những nhân viên vệ sinh môi trường, họ đang đi thu gom những cái chuyến rác. Và như ban đầu thì tôi có một nhận xét là đường phố khá là sạch sẽ. Thưa các bạn, nếu như những ngày thường vào tầm này đi ở ngoài đường thì phố xá quả là rác rất là nhiều, và người ta sẽ phải quét và thu gom suốt cả đêm để cho có một cái buổi sáng khi mà bạn đến cơ quan, đến trường thì có được một con phố sạch. Nhưng hôm nay trong đêm 30 thì vào giờ này đi ở ngoài đường, các bạn có thể nhìn thấy là mặt đường cũng như hè phố rất là sạch. Và điều đó thì công lao lớn là của những người công nhân vệ sinh mà chúng ta vừa nhìn thấy. Nếu như quay trở lại mà điều kiện còn có thể thì chúng ta sẽ xuống để tìm hiểu về những người nhân viên vệ sinh môi trường có một cái rạp trực đêm ở trên đường phố Trần Đại Nghĩa. Và đó cũng là một cái điều mà tôi nhìn thấy lần đầu tiên. Hôm nay ấn tượng với tôi còn là hình bóng những người làm trật tự, đó là những cảnh sát mặc sắc phục màu xanh, không phải cảnh sát giao thông, và những người tự vệ, những người an ninh nhân dân. Họ có rất nhiều ở trên đường phố. Bây giờ thì chúng ta đang đi trên phố Xã Đàn. Con phố được đặt tên Xã Đàn bởi vì là trong quá trình thi công nó thì người ta đã đụng vào một cái tầng văn hóa, đó chính là cái đàn xã tắc ngày xưa. Và có lẽ vì thế mà người ta đã đặt tên nó là phố Xã Đàn. Ngoài phố Xã Đàn ra thì chúng ta còn có ngõ Xã Đàn, là cái ngõ mà tên nó như vậy từ xưa rồi. Và chính vì là có một cái tên ngõ Xã Đàn cho nên là chúng ta cũng còn thắc mắc, không hiểu là cái đàn xã tắc ấy nó ở đâu mà các cụ lại đặt cái ngõ ấy là ngõ Xã Đàn. Và cho đến thời gian đào và phát lộ được cái đàn xã tắc trên con phố này. Đây là một cái con phố rất là đẹp, và khi thi công nó thì rất là lâu bởi vì vướng mắc trong cái giải phóng mặt bằng. Và khâu đền bù thì được đánh giá là một cái con phố rất đắt do cái đền bù, nhưng mà có lẽ cũng chỉ là do so với ngày ấy thôi, chứ còn nếu như bây giờ thì cũng rất là bình thường, bởi vì bây giờ thì cái đền bù lớn lắm. Ở phía trước mặt thì các bạn có thể nhìn thấy là một cái cầu đi bộ chạy qua đường. Hà Nội thì dùng các cái giải pháp như là cầu vượt đi bộ, rồi hầm đi bộ, rồi cầu vượt dành cho ô tô. Tuy nhiên thì cái việc ách tắc nó cũng có nhiều nguyên nhân, cho nên chỉ cải thiện được đôi phần. Còn nếu cứ như những ngày như hôm nay thì
tôi nghĩ không bao giờ có thể tắc đường được.